Một số địa phương dự kiến cho học sinh trở lại trường học bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 11, nhưng mà vẫn chưa thể thực hiện được, trong khi một số tỉnh lại có thêm trường học phải đóng cửa vì dịch bệnh. Tại Hà Nội, theo Sở Dục và Đào tạo, từng có đề xuất cho phép bắt đầu mở cửa lại trường từ ngày 1 tháng 11 với các khối lớp đầu cấp và cuối cấp ở các xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch ở mức 1, mức độ 2 của 18 huyện ngoại thành. Tuy nhiên đề xuất này đã được rút lại và đến nay thì vẫn chưa rõ bao giờ học sinh mới có thể trở lại trường. Tại Hà Nam thì Sở Dục và Đào tạo tỉnh này cũng đã có đề xuất việc cho học sinh đi học trực tiếp tại trường từ ngày 1 tháng 11 nhưng mà hiện thì chưa được phê duyệt. Còn tại Phú Thọ dự kiến cho tổ chức dạy học trực tiếp đối với khối 12 bắt đầu từ ngày 1 tháng 11. Tuy nhiên những ngày cuối tháng 10 vừa qua toàn tỉnh ghi nhận thêm những trường hợp giáo viên và học sinh nhiễm Covid-19 nên các trường tiếp tục tạm dừng cho học sinh đến trường. Ngoài ra một số tỉnh thành như Đà Nẵng, Cần Thơ cũng đã hoãn thời gian học sinh trở lại trường học. Trong khi đó thì do xuất hiện nhiều F0 mới cho cộng đồng, nhiều trường học ở Bắc Ninh, Bắc Giang đã phải đóng cửa từ ngày 1 tháng 11.